Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại châu Âu. Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, một số tỉnh thành đã xuất hiện mưa lớn. Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa đối với nhiều khu dân cư. Trong phần tin quốc tế, Nga đứng đầu về ca tử vong mới do COVID-19. Nam Phi cho phép sử dụng vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại châu Âu, vào chiều ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp bà Anna Kaisa Ikonen, thị trưởng thành phố Tampere, thành phố lớn thứ hai của Phần Lan, nổi tiếng với nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc. Cùng dự có đại diện một số doanh nghiệp Phần Lan. Thành phố Tampere là trung tâm công nghiệp chế tạo lớn của Phần Lan. Thành phố được đánh giá phát triển hiện đại với nhiều doanh nghiệp, dự án trong lĩnh vực phát triển công nghệ chất lượng cao. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ cho trao đổi thương mại, đầu tư song phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà Anna Kaisa Ikonen thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp lớn của thành phố tăng cường hợp tác đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thành phố có tiềm năng, tận dụng những lợi ích to lớn của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA. Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài để đón sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng và các cơ hội phục hồi kinh tế sau đại dịch, mong muốn tăng cường hợp tác với Phần Lan trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ cao, viễn thông, năng lượng tái tạo, môi trường, xử lý nước, công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý đô thị thông minh. Cũng trong chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo tập đoàn Siemens Energy AG. Đây là công ty công nghệ tiên tiến chuyên về phát điện, truyền tải và phân phối điện. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, với mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 6,5 đến 7% một năm thời gian tới, vấn đề đảm bảo năng lượng cho tăng trưởng kinh tế là hết sức cần thiết tại Việt Nam. Trong tương lai, để triển khai quy hoạch điện 8, nhà đầu tư có năng lực kỹ thuật, tài chính có thể quan tâm tiếp cận tìm hiểu về khả năng đầu tư. Quốc hội Việt Nam sẽ rà soát quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh để hướng tới tạo điều kiện sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đối với các hoạt động đấu thầu dự án, Quốc hội sẽ hỗ trợ thúc đẩy giám sát. Tại buổi tiếp đón, lãnh đạo Siemens Energy AG cũng bày tỏ vui mừng vừa qua chính phủ Đức đã quyết định cung cấp 2,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam, nêu rõ Siemens Energy AG sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực này để góp phần hỗ trợ Việt Nam và các nước trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, chiều qua tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan. Cộng đồng người Việt tại Phần Lan hiện có khoảng trên 10.000 người, bao gồm gần 2.500 du học sinh, là cộng đồng đoàn kết, tương thân, tương ái, luôn giúp đỡ lẫn nhau, một lòng hướng về Tổ quốc và nỗ lực duy trì văn hóa, bản sắc tốt đẹp của người Việt Nam tại Phần Lan. Trong không khí thân tình và ấm áp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động gửi tới cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan lời chúc sức khỏe và tình cảm thắm thiết nhất. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đánh giá cao những tình cảm của bà con luôn hướng về Tổ quốc, có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con trong nước khi bị thiệt hại do thiên tai, ủng hộ cho người nghèo, quyên góp tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lắng nghe những đề xuất kiến nghị của bà con, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới được ban hành ngày 12 tháng 8 năm 2021 tiếp tục khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhấn mạnh thực hiện kết luận 12 là của cả hệ thống chính trị, công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đây sẽ tiếp tục được tăng cường, trong đó sẽ đẩy mạnh bảo hộ công dân, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện những thủ tục hành chính liên quan. Hoạt động thăm đại sứ quán và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan đã kết thúc chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu, Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9 theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Duarte Pacheco.
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Áo Wolfgang Sobotka, Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vehviläinen. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số 5. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và từ 1 giờ đến 4 giờ sáng nay hầu như ít di chuyển. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay ngày 12 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5 km/h, đi vào đất liền khu vực Đà Nẵng đến Bình Định, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, bao gồm huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m, biển động rất mạnh. Trong sáng ngày 12 tháng 9, vùng ven biển khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có gió giật cấp 7. Ngày 12 tháng 9, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm một đợt, có nơi trên 150mm một đợt. Do ảnh hưởng của bão số 5, ngay từ chiều và tối qua, nhiều địa phương các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ đã xuất hiện mưa lớn gây sạt lở một số tuyến đường và gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương. Sau đây là tổng hợp nhanh của nhóm phóng viên thời sự. Do ảnh hưởng của bão số 5, tại Quảng Bình đã xảy ra mưa lớn làm sạt lở nhiều tuyến đường, trong đó có quốc lộ 9C thông qua Lào, gây ách tắc giao thông. Ngay sau đó, đơn vị quản lý tuyến đường đã huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố sớm thông tuyến đường trở lại. Đây là tuyến đường ngang nối quốc lộ 1A với hai nhánh đường Đông và Tây Hồ Chí Minh, thông lên cửa khẩu Chút Mút Lã Vơn ở phía nam tỉnh Quảng Bình, có nhiệm vụ rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị quản lý tuyến đường đã huy động nhân lực phương tiện để xúc đất đá để trên cả hai làn đường. Ngày 11 tháng 9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn của cơn bão số 5 làm nước lũ dâng cao, gây chia cắt quốc lộ 40B, khiến tuyến giao thông huyết mạch liên huyện Nam Trà My và các xã vùng cao của huyện Bắc Trà My bị tê liệt. Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn rà soát những khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở đất, chủ động trong việc di rời sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm phương châm 4 tại chỗ, đến thôn, hộ gia đình, đưa họ đến nơi an toàn. Chiều 11 tháng 9, nước từ các khu vực thượng nguồn đổ về bất ngờ, làm mực nước trên dòng suối Giạt, khu vực cầu 2, phường Tân Đồng, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước dâng cao nhanh chóng, khiến nhiều khu vực của thành phố Đồng Xoài ngập trên diện rộng. Nước suối Giạt tại khu vực các phường Tân Đồng, Tân Xuân, Tân Thiện dâng lên khiến hàng chục nhà dân bị ảnh hưởng. Do lượng nước dâng nhanh nên không đầy 2 giờ đồng hồ đã làm ngập các tuyến giao thông trong khu vực và nhiều căn nhà, cây trồng, vườn rau của các hộ dân ở các phường Tân Đồng và Tân Thiện. Lực lượng chức năng thành phố Đồng Xoài đã nhanh chóng triển khai lực lượng, di rời người dân, tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt. Cùng với đó, thành phố Đồng Xoài đã triển khai lập 6 chốt, bố trí 30 cán bộ chiến sĩ trực chốt tại các tuyến đường thuộc các phường Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Đồng. Các lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tình huống. Dự báo mực nước vẫn tiếp tục tăng lên, nên người dân khu vực ven dòng suối Giạt cần tập trung theo dõi mực nước, sẵn sàng di chuyển khỏi khu vực ngập lụt. Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn được dự báo sẽ xuất hiện ở Thanh Hóa, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các khu vực ven biển, vùng núi. Trước diễn biến phức tạp của bão, các địa phương tại Thanh Hóa đang khẩn trương triển khai ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu bão đổ bộ. Ảnh hưởng của những đợt mưa lớn thời gian vừa qua đã khiến tình trạng sạt lở tại núi Đồi Mùn ở thôn Thành Long ngày càng nghiêm trọng. Điều đáng nói, dưới chân núi này có hàng chục hộ dân đang sinh sống. Thấy nguy hiểm và lo lắng, ban đêm nó mưa, nếu mà mưa to là cũng hơi lo đấy, vì nó cứ trôi đất, nó sạt đất xuống. Chả biết rời đi đâu, mà ở đâu mình không có đất, mình ở đây thôi, mình chả có đất ở. Huyện Cẩm Thủy hiện có 4 khu vực dân sinh thường xuyên bị ngập úng nặng, nằm ven sông Mã. 15 trên 40 hồ đập lớn nhỏ tại huyện bị xuống cấp, hư hỏng, nhiều điểm sạt lở.
Để bảo đảm an toàn và tính mạng cho nhân dân, các hồ đập này không tích nước trong mùa mưa, được bố trí lực lượng canh trực 24/24 giờ. Huyện cũng đã có kịch bản triển khai các phương án sẵn sàng di dân là những cái vùng có nguy cơ ngập úng, có nguy cơ sạt lở và đến những cái địa điểm cao ở trong các cái khu vực thôn xã thị trấn và các cái phương án để hỗ trợ cho người dân khi cái vùng ngập lụt, ngập úng có thể ra do bão sẽ gây nên. Thanh Hóa có khoảng 5.700 hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất, trên 2.700 hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét. Trong giai đoạn cao điểm mùa mưa bão năm nay, các địa phương trong tỉnh đang bám sát phương châm 4 tại chỗ, chủ động kế hoạch sơ tán người dân vùng không an toàn khi có tình huống xảy ra. Hôm nay, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, tàu Cảnh sát Biển 8002 của đơn vị vừa cứu hộ thành công tàu cá cùng 13 ngư dân thành phố Đà Nẵng gặp nạn khi đang neo đậu tránh trú cơn bão số 5 tại khu vực đảo Lý Sơn. Nhận được tin báo, tàu Cảnh sát Biển 8002 đã nhanh chóng lên đường tiếp cận để tìm kiếm, cứu nạn phương tiện và người bị nạn. Sau gần 6 giờ liên tục tìm kiếm và liên lạc với tàu bị nạn dưới điều kiện thời tiết bị ảnh hưởng do cơn bão số 5, đến 1 giờ 30 phút sáng nay, các cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận và cứu hộ thành công 13 ngư dân và tổ chức lai rát tàu cá về đất liền. Ngày hôm qua nhận được thông tin tàu cá QNG 95058TS của ông Dương Văn Thạch, trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đánh bắt hải sản trên biển, đang trên đường về tránh bão số 5 thì bị phá nước, hỏng máy, cách đông nam đảo Lý Sơn 28 hải lý, trên tàu có 5 lao động. Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã chỉ đạo tàu Cảnh sát Biển 8002 nhanh chóng tiếp cận vị trí cứu hộ, cứu nạn, người và phương tiện. Đến 18 giờ 15 phút, tại vị trí cách vị trí tàu bị nạn 18 hải lý, tàu Cảnh sát Biển 8002 tiếp cận tàu bị nạn trong điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn của bão số 5. Cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển đã nhanh chóng cứu vớt thành công cả 5 thuyền viên đưa lên tàu, chăm sóc y tế và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Hiện 5 thuyền viên sức khỏe bình thường. Tiếp theo chương trình, Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa đối với nhiều khu dân cư. Đồng Nai tập trung chống dịch ở khu nhà trọ. Hiện nay, bên cạnh những thông tin về số ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh ngày càng tăng lên, thì tại nhiều địa phương trên khắp cả nước, việc tiêm chủng vaccine cho người dân cũng đang được triển khai không kể ngày đêm. Sau đây sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh trong nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Tính từ 18 giờ ngày 11 tháng 9 đến 11 giờ ngày 12 tháng 9, thành phố Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính mới tại cộng đồng và đều thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng. Về tình hình điều trị và tiêm chủng trên cả nước, theo cập nhật từ Bộ Y tế, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, đã có 363.462 trường hợp điều trị khỏi bệnh. Cả nước có 27.108.588 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Đúng 0 giờ sáng nay 12 tháng 9, UBND phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã đọc quyết định dỡ bỏ khu vực cách ly y tế với hơn 100 hộ dân, khoảng 300 người dân. Còn trong ngày hôm qua tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai và một phần các phường Văn Trương và Văn Miếu thuộc quận Đống Đa cũng đã được gỡ phong tỏa. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy tình hình dịch bệnh tại thành phố Hà Nội đang được kiểm soát một cách tích cực. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm quyết định dỡ bỏ khu vực cách ly y tế tại địa bàn phường dân cư ngõ 105 Vọng Hà và một phần ngõ 117 Vọng Hà kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 9. Đây là hai điểm cuối cùng của địa bàn phường Trương Dương phải phong tỏa vì dịch
thời gian phong tỏa kéo dài tới 40 ngày. Quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu toàn bộ người dân trên địa bàn phường Trương Dương thực hiện nghiêm chỉ thị 20 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ra quyết định cách ly y tế và tổ chức quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp F0, F1 đã điều trị khỏi và kết thúc việc cách ly tập trung. Trong 2 ngày từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, các đơn vị chức năng trên địa bàn phường cũng đã tổ chức tiêm được gần 5.000 mũi vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Trước đó, ngày 31 tháng 7, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiến hành thành lập vùng cách ly y tế trên địa bàn dân cư phường Trương Dương kể từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến 0 giờ ngày 14 tháng 8. Qua xét nghiệm sàng lọc tiếp tục ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, quận Hoàn Kiếm đã quyết định kéo dài thời gian cách ly y tế phường Trương Dương thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 14 tháng 8 đến 0 giờ ngày 28 tháng 8. Ngày hôm qua, Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt các cán bộ y bác sĩ lên đường vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch. Đoàn công tác gồm 23 y bác sĩ tỉnh Điện Biên là những người có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Các thành viên trong đoàn đều đã được tập huấn trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để góp phần hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian hỗ trợ sẽ kết thúc khi tỉnh Bình Dương cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Sau khi thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm quy mô lớn với 3,6 triệu lượt người, những ngày qua số ca mắc mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không giảm mà ngược lại tăng cao. Trước tình trạng này, thì lực lượng chức năng của địa phương đang tập trung tầm soát lại tất cả các khu nhà trọ để khống chế được dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trong trạng thái bình thường mới. Hơn 20 phòng, dãy trọ này thuộc phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có hàng chục công nhân và trẻ em sinh sống. Dù đã qua 4 lần lấy mẫu test nhanh, nhưng ngành chức năng của địa phương tiếp tục tầm soát một lần nữa nhằm đảm bảo không còn sót ca dương tính nào. Tôi được test được 4-5 lần rồi, chứ đi tiêm vaccine rồi để an tâm đi làm trở lại. Thì chúng tôi sẽ không có đánh diện rộng như lúc trước, mà sẽ là test diện là có những khu hẹp đối với những nơi nào nguy cơ cao. Nhất là ở phòng trọ là chúng tôi sẽ là chỉ đạo cho là lấy mẫu cái diện rộng như hiện nay để đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch tiến tới. Sau khi lấy diện rộng này thì chúng tôi sẽ là thiết lập toàn bộ cái tổ này thành cái vùng xanh. Dù đã chi khoảng 300 tỷ đồng để thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng với 3,6 triệu lượt người, với mục tiêu tách tất cả F0 ra khỏi cộng đồng vào đầu tháng 9. Thế nhưng những ngày gần đây, tỉnh Đồng Nai liên tục ghi nhận khoảng 1.000 ca mỗi ngày, chủ yếu tại địa bàn 40 xã phường vùng đỏ có nhiều khu nhà trọ tập trung đông công nhân. Nhà trọ đặc thù Đồng Nai, anh chị nào vào đều biết, hai dãy nhà song song cách nhau chừng 1 mét thôi, rất là nhiều phòng. Cho nên mình có thể khu trú lại, là mình có thể, thứ nhất là mình xác hiện F0 sớm, mình đưa đi cách ly, đưa đi điều trị sớm, rồi sau đó mình giãn những anh chị ở đó đi vào khu khác. Thì như vậy là cái cơ bản nhất mà mình giải quyết được là vấn đề giãn cách ở những khu nhà trọ. Cùng với tầm soát, phong tỏa tất cả các khu nhà trọ có ca dương tính, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang thực hiện các biện pháp để giãn người ở trọ. Dù việc này rất khó khăn, nhưng địa phương vẫn quyết tâm dập dịch tại các khu nhà trọ với mật độ dày đặc. Đây là nơi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Tại huyện đảo Lý Sơn đang mùa đánh bắt hải sản, nhiều tàu thuyền trở về đảo sau nhiều phiên biển. Để bảo đảm an toàn cho đảo, ngành chức năng huyện Lý Sơn đang tăng cường lực lượng tuyên truyền, vận động cách ly tập trung ngư dân trên nhiều tàu thuyền mất tín hiệu giám sát hành trình trong lúc khai thác hải sản xa bờ. Sau nhiều ngày đánh bắt trên biển, 13 ngư dân trên tàu cá QNG-96068TS của ngư dân Lý Sơn cập đảo. Đồn biên phòng Lý Sơn đã phối hợp với Trung tâm Y tế Quân dân y tiến hành cho ngư dân khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Do tàu thuyền này không có tín hiệu giám sát hành trình nên phải cách ly tập trung theo quy định. Tuy nhiên, nhiều ngư dân đã lên tàu cố thủ không chấp hành đi cách ly tập trung. Các cơ quan chức năng huyện đảo Lý Sơn kiên quyết buộc tất cả ngư dân phải chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19, đồng thời hỗ trợ chủ tàu tiêu thụ 10 tấn hải sản sau chuyến ra khơi. Hiện ngư dân Lý Sơn đang mùa đánh bắt hải sản, nhiều tàu thuyền ra khơi không thực hiện lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc mất tín hiệu trên biển. Vì vậy, ngành chức năng vận động 24 tàu thuyền cùng gần 200 ngư dân cách ly tập trung để bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19. Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều chùm ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với số lượng lớn và diễn biến dịch tễ phức tạp. Ngành y tế cùng các lực lượng chức năng đang tổng lực xét nghiệm sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để sớm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
Tính đến ngày 8 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.342 ca mắc COVID-19, trong đó huyện Krông Búc hiện là địa phương có số lượng người nhiễm cao nhất trong toàn tỉnh với 283 ca mắc. Đặc biệt, hầu hết số người nhiễm bệnh chỉ tập trung ở một số chùm ca bệnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chùm ca bệnh đều chưa rõ nguồn lây và diễn biến dịch tễ phức tạp. Tăng cường tất cả các biện pháp thông tin tuyên truyền là biện pháp thứ nhất. Thứ hai là tăng cường tuần tra kiểm soát. Thứ ba là phải tiếp tục là cử cán bộ về bám sát ở các cái thôn buôn để làm sao mà cùng với các cái lực lượng của xã và của cả hệ thống chính trị để làm tốt công tác quản lý chặt chẽ người dân để giữ đảm bảo đúng cái theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng là ai ở đâu thì ở yên đấy. Trong hơn 1.300 ca mắc COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk, có trên 63% là người đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt ở các huyện Chư Quyên, Chư Mơ Nga, Krông Bông, thành phố Buôn Ma Thuột đều ghi nhận các chùm ca bệnh số lượng lớn. Để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xét nghiệm cho 608 buôn đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thì ở đây thì chúng ta thấy là cái nguy cơ mà mắc bệnh ở những cái người đồng bào dân tộc thiểu số thì gấp khoảng 5,6 lần so với những cái người Kinh. Do vậy về mặt dịch tễ đánh giá nguy cơ thì ở đây thì qua các cái chuỗi lây nhiễm và trong cái quá trình giám sát thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng cần thiết phải xét nghiệm giám sát toàn bộ ở các cái buôn đồng bào dân tộc thiểu số để mà sớm bóc tách cái F0 ra khỏi cộng đồng. Trước sự tăng nhanh của số ca mắc COVID-19, tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị kích hoạt thêm các khu điều trị bệnh viện dã chiến để sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 trong bối cảnh số ca bệnh mới đang gia tăng phức tạp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đến ngày 30 tháng 9, có tỷ lệ ngân sách dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao từ đầu năm. Các dự án này sẽ điều chuyển cho các đơn vị khác có nhu cầu bổ sung vốn thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ theo quy định tại Nghị quyết số 63 của Chính phủ. Đồng thời yêu cầu các địa phương hoàn thành việc phân bổ giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án dự kiến khởi công mới và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trước ngày 15 tháng 9. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh bị bỏ lại phía sau, năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động chương trình Máy tính cho em. Để bảo đảm cho công tác dạy và học trực tuyến đạt kết quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, vận động thực hiện chương trình Máy tính cho em, hỗ trợ trực tiếp thiết bị cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn. Trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục kêu gọi sự chung tay giúp sức của toàn xã hội để hỗ trợ chia sẻ bớt khó khăn, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh phần nào yên tâm dạy và học trong bối cảnh mới. Chiều qua tại Hải Phòng, vùng Cảnh sát Biển 1 đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật Cảnh sát Biển Việt Nam cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các tàu Cảnh sát Biển. Do điều kiện các tàu thường xuyên đi làm nhiệm vụ ở ngoài khơi xa không có sóng điện thoại, mạng 4G, nên khi nhận được kế hoạch hướng dẫn từ đất liền gửi ra, ban chỉ huy tàu đã tổ chức quán triệt cho anh em cán bộ chiến sĩ trước để khi tàu về cảng là triển khai thi được ngay. 100% cán bộ chiến sĩ khối tàu đang ở đất liền và các khu vực có mạng Internet đã tham gia thi đủ 3 lần và đạt giải cao. Cuộc thi tìm hiểu luật Cảnh sát Biển Việt Nam đã trở thành một đợt học tập thi đua sôi nổi trong toàn bộ tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 1 nói chung, cũng như cán bộ chiến sĩ đang công tác ở khối tàu nói riêng. Theo đề án của Hà Nội dự kiến bố trí nguồn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng giai đoạn 2020-2025 để kiểm định chung cư, ưu tiên chung cư cũ nguy hiểm có nguy cơ sập đổ cấp độ D và C cận D. Sở Xây dựng sẽ ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 12, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo 3 hình thức, các chủ sở hữu thống nhất chọn, đấu thầu, nhà nước trực tiếp đầu tư dự án.
Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 1.579 chung cư cũ, bao gồm khoảng 1.273 nhà thuộc 7 chung cư và khoảng 306 chung cư cũ độc lập đơn lẻ, chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 đến năm 1994, tập trung tại các quận lõi. Các chung cư cũ đều đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, độ an toàn. Tiếp theo cho phần tin quốc tế, Nga đứng đầu về ca tử vong do COVID-19. Nam Phi cho phép sử dụng vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Thưa quý vị, theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 439.000 ca bệnh COVID-19 và gần 7.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 225 triệu ca, trong đó trên 4,63 triệu ca tử vong. Hiện Nga đang đứng đầu thế giới về số ca tử vong trong vòng 24 giờ. Ba quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga với 796 ca, Mỹ với 713 ca và Mexico là 699 ca. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là nước đứng đầu về số ca mắc mới với hơn 69.000 ca, Ấn Độ đứng thứ hai với 31.211 ca. Trong bối cảnh nhiều nước tiếp tục có số ca mắc tăng cao và đẩy mạnh tiêm chủng, có thêm một bằng chứng khoa học nữa cho thấy tiêm vaccine ngừa COVID-19 mang lại tác dụng bảo vệ quan trọng, ngay cả trong việc ngăn chặn biến thể siêu lây nhiễm Delta. Nghiên cứu mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ cho thấy những người chưa tiêm chủng có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp 11 lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ký sắc lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một năm do đại dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh ở quốc gia này vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp khi ghi nhận trên 26.300 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Sắc lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một năm của Tổng thống Philippines lưu ý tất cả các cơ quan chính phủ và địa phương phải tiếp tục hỗ trợ và hợp tác đầy đủ, cũng như huy động các nguồn lực cần thiết để thực hiện các biện pháp khẩn cấp và mang tính quyết định nhằm loại bỏ mọi nguy cơ của đại dịch COVID-19. Tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép nhà chức trách trung ương và địa phương tiêm chủng cho người dân, kiểm soát giá cả các hàng hóa và thực phẩm thiết yếu, cũng như nhiều biện pháp khác. Philippines lần đầu ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 3 năm 2020 và đã gia hạn nhiều lần. Tính đến ngày 10 tháng 9, Philippines đã ghi nhận 2.179.770 ca mắc COVID-19, trong đó có 34.899 ca tử vong. Cơ quan quản lý dược phẩm của Nam Phi vừa cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer Mỹ cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, mở đường cho chính phủ Nam Phi tiến hành tiêm chủng loại vaccine này cho thiếu niên. Theo cơ quan quản lý các sản phẩm y tế Nam Phi, quyết định cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên được đưa ra sau quá trình đánh giá các thông tin cập nhật về an toàn và hiệu quả của loại vaccine này được trình lên vào hồi tháng 3 năm nay. Hiện chỉ có vaccine của hãng Pfizer đã có thử nghiệm lâm sàng ở người từ 12 tuổi đến 18 tuổi. Hãng này cũng đã thử nghiệm lâm sàng cho nhóm dưới 12 tuổi. Giới chức y tế hàng đầu của Mỹ tin rằng vaccine của Pfizer có thể được cấp phép để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào cuối tháng 10 tới đây. Trong những tháng gần đây, nhờ nguồn cung được đảm bảo, khoảng 12% trong số hơn 60 triệu người dân Nam Phi đã được tiêm chủng ngừa COVID-19, đạt tỷ lệ cao hơn tất cả các nước khác ở châu Phi. Theo tin bão mới nhất, bão Chanthu sau khi đổ bộ Philippines hôm 11 tháng 9 khiến hàng trăm người sơ tán đang thẳng tiến Đài Loan, Trung Quốc. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây. Theo hãng tin Reuters, bão Chanthu đã đổ bộ vào miền Bắc Philippines hôm 11 tháng 9, buộc khoảng 415 người phải rời bỏ nhà cửa trong bối cảnh mưa lớn và gió mạnh. Theo cơ quan dự báo thời tiết Philippines, bão Chanthu có sức gió tối đa 205 km/h khi đổ bộ vào tỉnh Batanes cách thủ đô Manila 678 km về phía Bắc. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km/h đi qua Batanes và vùng biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc vào tối 11 tháng 9. Đài Loan, Trung Quốc đã hạ cấp Chanthu xuống bão cấp độ trung bình khi cho rằng mặc dù bão sẽ mang đến mưa lớn và gió giật mạnh cho hầu hết hòn đảo, nhưng khó có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền. Đài Loan vẫn thông báo đóng cửa công sở, trường học, hủy các chuyến bay hàng không, phà và tàu hỏa.
Đến chiều 12 tháng 9, Chan Thu dự kiến sẽ đến khu vực phía đông của huyện Nghi Lan, đông bắc Đài Loan, Trung Quốc với sức gió 173 km/h, giật lên tới 209 km/h. Sau đó bão sẽ đi về phía tỉnh Chiết Giang và Thượng Hải của Trung Quốc. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Ấn Độ vừa thông báo, ngày 11 tháng 9, thủ đô New Delhi đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 1.100mm trong mùa gió mùa này, cao nhất trong 46 năm qua. Lượng mưa dự kiến sẽ tăng cao hơn vì thủ đô New Delhi của Ấn Độ được dự báo sẽ tiếp tục phải hứng chịu mưa lớn hơn. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã ban hành cảnh báo màu cam về mưa lớn đối với thành phố New Delhi. Cảnh báo màu cam được đưa ra như một cảnh báo về thời tiết cực kỳ xấu, có khả năng gây gián đoạn giao thông, việc đi lại của người dân, nhiều tuyến đường bị ngập nước cũng như làm đình trệ công tác cung cấp điện. Từ ngày 1 tháng 6, mùa gió mùa bắt đầu tại New Delhi, Ấn Độ. Vào ngày 11 tháng 9 hàng năm, mưa với lượng mưa khoảng 590,2mm thường diễn ra ở thành phố này. Gió mùa sẽ thoát ra khỏi New Delhi vào ngày 25 tháng 9. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.